loạt hình ảnh hiếm về tổng bí thư nguyễn phú trọng ở ngôi trường cũ những bức ảnh quý giá về tổng bí thư nguyễn phú trọng được thầy giáo lê trung kiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều lưu giữ cẩn thận trong chiếc máy tính trên bàn làm việc của thầy giáo lê trung kiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều những bức ảnh về tổng bí thư nguyễn phú trọng được lưu trữ trong một thư mục riêng theo thông tin từ báo Dân Trí, có hai bức ảnh được chụp khi Tổng Bí Thư ở tuổi 16-17 là lớp trưởng kiêm Bí Thư Chi đoàn lớp 9B, trường Nguyễn Gia Thiều. Phòng thái đỉnh đạt, mái tóc rẽ ngôi lệch cắt gọn gàng, nụ cười hiền từ là ấn tượng của các bạn học về chàng trai Nguyễn Phú Trọng ngày ấy. Hai người bạn thủ hoa niên chụp chung với Tổng Bí Thư là thầy giáo Ngô Bá Dục và ông Hoàng Văn Tài. Bức ảnh chụp các học sinh lớp 9B, bạn cùng lớp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giờ lao động học nghề năm 1962 cũng là một khoảnh khắc hiếm hoi được lưu giữ lại của vị lãnh đạo. Năm 2011, khi Tổng bí thư nhậm chức được gần một năm, ông mặc sơ mi trắng, giảng dị đi dự hội khóa cựu học sinh cấp 2 cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, niên khóa 1957-1963. Theo lời ông Vương Khắc Tăng, bạn cùng khóa, cùng làng, cùng phòng trọ 6 năm với tổng bí thư, người bạn cũ của ông vẫn là Nguyễn Phú Trọng ngày nào, hiền hòa, nhỏ nhẹ, khiêm tốn và luôn đặt mình ở vị thế học sinh ít tuổi nhất trong chúng bạn. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 1998 trong lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thời điểm này, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các khoảnh khắc đời thường của Tổng Bí Thư trong lễ mừng sinh nhật thầy giáo cũ, thầy giáo Nguyễn Văn Quế, bức ảnh được chụp năm 1999. Hai khoảnh khắc khác nhau của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đều được ghi lại sau thời điểm ông nhận nhiệm vụ lãnh đạo cao nhất trong đảng. Bức bên trái là cách ông vui mừng gặp lại người bạn, thổ học trò trong ngày hội khóa. Bức bên phải là ảnh ông đứng giữa những người thầy của mình tại trường Nguyễn Gia Thiều. Hình ảnh không khoảng cách của Tổng Bí thư trong vòng tay thầy cô, bè bạn càng làm nổi bật phong cách giảng dị khiêm nhường của ông. Bức ảnh chụp năm 2014 trong lễ khai giảng trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều ghi lại lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về trường với tư cách lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ông đánh trống khai giảng năm học mới và tặng quà cho học sinh tiêu biểu của trường. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn quay trở lại trường xưa một lần nữa vào năm 2020, dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Đây cũng là lần cuối cùng ông gặp lại thầy chủ nhiệm cũ của mình, thầy Lê Đức Giảng. Thầy Giảng đã mất năm 2021 ở tuổi ngoài 90, còn người học trò xuất sắc của thầy đã từ trần vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. <laughs> lá thư tay của Tổng Bí Thư. Chia sẻ với báo điện tử Việt Nam Plus, 4 năm sau buổi họp lớp năm 2005, cô Đặng Thị Phúc mới có dịp đọc bài thơ Người trò nhỏ năm xưa ghi đề tặng NBT ở Hội thơ nhà giáo. Cô không ngờ chính bài thơ đó đã giúp người trò nhỏ năm xưa tìm lại cô giáo mình. Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại và rất bất ngờ khi đầu dây bên kia là trò trọng, nói sẽ đến thăm. Khi ấy, trọng đã là bí thư thành ủy Hà Nội. Bận nhiều việc nên tôi gạt đi, Nói không cần đến, gọi điện cho cô đã là quý lắm. Nhưng mấy hôm sau thì Trọng đến, vừa thấy cô đã trách. Em tìm cô mãi, mấy chục năm rồi mới được gặp lại. Thế mà cô còn không cho em đến. Cô trò nhìn nhau xúc động, không nói nên lời. Khi ấy, tóc cô vẫn xanh, mà tóc trò đã bạc. Cô Phúc xúc động kể. Cô ngẹn ngào khi nhớ lại hàng năm, vào ngày lễ 20 tháng 11 hay Tết Nguyên Đáng. Trò Trọng dù bận nhiều việc lớn, vẫn nhớ chúc mừng cô giáo cũ. Nhiều người nghĩ là cô giáo của Tổng Bí Thư chắc sẽ được biếu sáng nhiều nhưng anh trọng là người liêm khiết anh cũng không giàu chẳng có gì mà cho tôi mỗi dịp 20 tháng 11 trọng gửi tặng bó hoa hay ngày tết là hộp bánh chỉ vậy thôi nhưng là món quà tinh thần rất lớn là tình nghĩa thầy trò mới tết nguyên đáng năm 2024 đây thôi tôi vẫn còn nhận được lời chúc của trọng mà giờ đã đi xa cô phúc khóc nấc không nói nên lời khẽ lâu những giọt nước mắt cứ trào rơi không thể kìm nén cô bảo hôm trước khi nghe thông tin trên truyền hình về sức khỏe của Tổng bí thư yếu, cô rất muốn đến thăm nhưng lại sợ làm phiền đội ngũ y bác sĩ đang cấp cứu cho ông. Thế là tôi không dám đến. Thế là tôi không được gặp trọng lần cuối cùng. Khi nghe tin trọng mất, tôi tiếc thương như tiếc thương một người ruột thịt. Tôi tiếc một người lãnh đạo liêm khiết, thương dân. Tôi chỉ biết gửi lời chia buồn cùng gia đình. Cô Phúc vừa nói vừa liên tục phải dừng lại giữa chừng để kìm nén sự xúc động trong lòng nỗi dây dứt và đau xót vì không thể đến thăm khi trò bị bệnh, không thể gặp trò lần cuối như một vết thương lòng sâu sắc, đến mức cứ hiện hiện trong tâm trí người cô giáo cao niên, vốn lúc quên lúc nhớ, khiến cô nhắc đi nhắc lại cả chục lần trong suốt buổi trò chuyện với phóng viên. Đôi bàn tay run run, cô lần mở lại bức thư chúc Tết viết tay của người học trò cũ, dù đã trở thành tổng bí thư, vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước, bận trăm công nghìn việc vẫn không quên người lái đò năm nào nơi lớp học ở đình làng Mai Lâm bức thư giản dị với bì thư thông thường nội dung thư không hề có một từ một chữ một dấu ấn nào của học vị chức quyền chỉ có lời thăm hỏi của người học trò nguyễn phú trọng gửi cô giáo cũ kính chúc thầy cô sang năm mới sức khỏe trường thọ chúc toàn thể gia đình an khang mọi việc hanh thông tốt đẹp có nhiều niềm vui mới em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo cô phúc khóc nghẹn phân trần những kỷ niệm mà Trọng vẫn giữ ấy cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có một quyển vở học, một quyển vở làm văn. Ngày xưa rất nghèo, sách vở cũng rất ít ỏi. Cô chẳng có gì để cho trò, trò cũng chẳng có gì để tặng cô. Chỉ có tình nghĩa cô trò không phai mờ theo năm tháng. Rồi cô lặng yên. Tâm trí người giáo viên tuổi đã 92 như trôi ngược về miền ký ức xa xôi của gần 70 năm trước. Nơi lớp học ở Đình Làng Mai Lâm, cô nói như nói với chính mình. Trọng nghèo lắm, quanh năm chỉ mặc một bộ quần áo nâu, áo bà ba sẽ tà, có hai túi to hai bên, mái tóc hung hung, để mái chéo, nước da trắng xanh, ít tuổi nhất lớp nhưng lại ngoan nhất, học giỏi nhất, rất hăng hái xây dựng bài. Những câu nói thấm thía của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều câu nói thấm thía về công cuộc xây dựng đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Dân tộc ta xưa nay tỉnh táo, thông minh, cảnh giác, không mơ màng. Nội bộ chúng ta có khuyết điểm thì ta sửa. Đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được cái bình hoa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng bị cam dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt. Mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Phải sống sao cho khỏi xót so xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị.